Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái câu lick mình áp dụng cái quảng sáo ở trong cái âm dài đơn giản, đó là âm dài thuộc vị đô trưởng. Thì đầu tiên các bạn nên hiểu về quảng là gì, tức là khoảng cách giữa hai cái nốt thôi ở trong một cái âm dài nào đó. Thì thường các bạn thấy người ta thì đánh theo những cái quảng hoặc là thượng bè với nhau, quảng 3, quảng 5, quảng 4 gì. Nói chung là các quảng nó đều có cái màu sắc và cái sự tươi vui hoặc là buồn nó khác nhau. Thí dụ như các bạn có 7 nốt thuộc về âm dài đô trưởng thì chúng ta có đô, rê, mi, fa, son, la, si là 7, đúng không? Thì bây giờ chúng ta ví dụ từ nghe nó đô. Một đô là 1 này, 2, 3, 4, 5, 6. 6 là thuộc về là nốt la các bạn. Vậy thì nếu quảng 6 của đô tức là nốt la. Tương tự nếu các bạn lên rê, rê, mi, fa, son, la, si, thì các bạn thấy từ rê các bạn 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì quảng 6 của rê là nốt si. Tương tự chúng ta tính lên thôi. Thì bây giờ thực hành trên cây đàn cho nó dễ nha các bạn. Bây giờ chúng ta câu này chúng ta áp dụng chỉ trên dây số 1 và dây số 3 mà thôi. Dây 1 và dây 3. Bắt đầu nghe nốt đô tức là ngăn 5 của dây son, dây số 3 thì chúng ta có đô này. Tiếp đó các bạn thấy là cái dây số 1 ngay cùng ngang nó luôn là nốt la. Vậy là quảng 6 nha bạn. Tương tự các bạn kéo lên đây tức là rê, si. Sau đó các bạn lên tới ngăn 9 là nốt mi. Thì ngăn 9 nốt mi thì nốt đô của dây 1 nó là ngăn 8. Rồi kéo lên ngăn 10 là nốt fa. Và ngăn 10 của dây 1 là nốt rê. Tương tự các bạn kéo lên ngang ngăn 12 là nốt son. Quảng 6 nó là nốt mi. Đó, thì chúng ta sẽ đánh vòng vòng các nốt đó thôi. Quan trọng các bạn sắp xếp thế tài giống như mình nó sẽ hợp lý ha. Mình sẽ đánh chậm một lần, sau đó chúng ta sẽ nói về chi tiết cách đánh nha. Thì các bạn thấy là khi mình đánh một nốt mình lại slide nó xuống, kéo xuống, và cái slide này nó sẽ tạo ra cái âm thanh của cái nốt thứ hai luôn ha. Thì cái cách đánh ở đây do hai dây cách dây cho nên mình đánh là hybrid picking, tức là dây số 3 thì mình vẫn đánh bằng phím, còn dây số 1 thì mình móc lên. Ví dụ như sao ha, các bạn thấy không? Thì để tránh nó bị chồng nốt như sao, đó, dĩ nhiên có những câu solo các bạn nghe họ cố ý chồng, nhưng trong câu này chúng ta cố ý tập làm sao để các bạn đánh cho nó rõ lên, cho nó rõ cái nốt lên. Do đó mình cần phải đánh thật rõ ràng bằng cách là các bạn đánh cái nốt trên, sau đó các bạn móc, là lúc đó cái nốt trên này các bạn phải ngắt đi rồi ha. Chúng ta tập chậm nha. Câu đầu tiên như sau. Thì các bạn thấy là ngay ngăn 10, ngay nốt fa là chúng ta gọi là cái nốt khởi đầu thôi, chúng ta slide chủ yếu ngay cái nốt mạnh, nó là ngay nốt son à. Sau đó các bạn đánh lại son. Các bạn slide lại nốt fa, sau đó các bạn đánh quảng 6 nó là rê. Từng cái câu mà mình hướng dẫn lúc nãy ha, chậm để bạn nghe nha. Đó là cái câu 1 cũng đơn giản đúng không? Thì cái câu 2 chúng ta lại đánh ngược lại. Thì khi đánh lên như thế này chúng ta có bỏ qua ngay chỗ nốt mi này, qua pha mà mi các bạn qua son luôn ha. Đánh lại chậm nha bạn. Thì ráp nguyên một cái câu lại nó chậm như sau.
bạn slide lên ngay ngang 12, slide lên ngang ngang 15. Để kết thúc 13, 11, tức là chúng ta có son, fa, mi. À, rồi, tập nguyên một cái câu trọn vẹn nha các bạn. Khi các bạn tập quen rồi thì sao? Chúng ta nâng tốc độ lên một tí ha. À, sau khi quen rồi chúng ta đánh tốc độ nhanh hơn tí ha. Hy vọng là cái câu lick này nó cũng giúp ích cho các bạn một tí trong cái việc mà chúng ta hiểu về quảng sáo, tập thử hai tay kết hợp với nhau xem sao ha. Thì cái đàn mình đang xài đó là cái cây dáng Les Paul của Amigo, hàng mới về, rất là đẹp, có tới mấy màu được nha các bạn, giá chỉ có 5 triệu mấy thôi, rất là chất lượng. Chambered Body, các bạn có thể xem nghe phần link mô tả của cái cây đàn, thì nó có thông số mọi thứ đầy đủ trong đó, tặng kèm bao da và biết giọt nước dành cho các bạn, biết giọt nước mình hay đánh như thế này, rất là thuận tiện ha. Rồi nếu các bạn muốn học các khóa học về guitar thùng cơ bản hoặc guitar điện cơ bản thì có thể xem cái link đăng ký. Đăng Khoa sẽ hướng dẫn cho bạn rất là cụ thể và hỗ trợ rất là chi tiết. Rất nhiều học viên đang học đạt được những kết quả rất là tốt. Thì nhớ subscribe, like, share kênh Guitar for Freedom và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye!